Nhớ ngày xưa mẹ làm cho món thịt trưng mắm tép ăn hao cơm lắm, một mình em phải đá bay ba bác có các bác nào giống em không ạ? Nay em vừa thử thịt trưng mắm tép thương hiệu bếp quân phải công nhận ngon dã man con ngan luôn đó các bác ạ, làm em nhớ lại hương vị ngày xưa mẹ nấu. Mùi mắm tép thơm ngon không bị sặc gắt, lại không quá mặn, thịt ngọt béo mềm. Được chế biến từ mắm tép và thịt lợn sạch, theo phương pháp cổ truyền và bí quyết dùng gia vị riêng. Đặc biệt món này không có chất bảo quản. Không bột ngọt phụ da và không mắm tôm. Ăn một lần là nhớ mãi. Mà không hiểu sao trẻ con nhà em cũng ghiền dữ lắm luôn ạ. À. Ăn bát nào hết bát đó. Người lớn thích đã đảnh. Có thể ăn cùng với cơm, xôi trắng, bánh mì. Đều rất ngon. Bảo quản ngăn mát ăn thoải mái trong 3 tháng đấy ạ. À. Giờ bận rộn không có nhiều thời gian như trước. Chỉ cần bát cơm, ít rau luộc cùng với thịt trưng mắm tép bếp quân là có ngay bữa cơm ngon rồi. Khỏi lo nghĩ này ăn gì. Em bê. Ám một hũ 300 g giờ đầy ụ giá chỉ 175k thôi ạ. À. Em có ship nội thành Hà Nội cho cả nhà mình nhé.